Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ hai, ngày 21 tháng 11 năm 2022, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua tình hình giúp Thái sáng hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá mít thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý anh chị nào có xem kênh, có quan tâm đến giá mít hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá mít hôm nay thì giá cũng không có biến động gì nhiều. Trong một vài ngày trở lại đây thì tình hình giá mít đang có chiều hướng đang đi ngang. Thì cụ thể là tình hình giá mít sáng hôm nay thì ở khu vực Vĩnh Long thì cao nhất dao động từ 14 cái gì là 8, giá mít cam 3 là 5. Khu vực Cần Thơ thì cao nhất là 14, cái gì là 8, giá mít cam 3 là 5. Khu vực Đồng Tháp thì cao nhất dao động từ 14 đến 15, cái gì là từ 8 đến 9, giá mít cam 3 là 5. Khu vực An Giang thì cao nhất dao động từ 14 đến 15, cái gì là 9, giá mít cam 3 là 5. Giá mít chợ hiện nay ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang thì thương lái đang mua với mức giá động từ 3.000. Ở khu vực Sóc Trăng hiện nay thì cao nhất là 14, cái gì là 8, giá mít cam 3 là 5. Ở khu vực Trà Vinh thì cao nhất là 14, cái gì là 8, giá mít cam 3 là 5. Còn ở khu vực Long An và khu vực Tiền Giang thì ở khu vực Long An cao nhất dao động từ 14 đến 15, cao nhất dao động từ 8 đến 9, giá mít cam 3 là 5. Khu vực Tiền Giang thì cao nhất là 15, cao nhất là 9, giá mít cam 3 là 5. Mức chợ hiện nay khu vực Tiền Giang thì thương lái cũng đang mua với mức giá động từ 3.000 đến 3.500. Giá mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác, do khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều dừa mít. Còn ở khu vực Bình Phước thì cao nhất dao động từ 11 đến 12, cao nhất là 6, giá mít cam 3 là 4. Khu vực Bình Dương thì cao nhất dao động từ 11 đến 12, cao nhất là 6, giá mít cam 3 là 4. Khu vực Đồng Nai thì cao nhất dao động từ 11 đến 12, cao nhất là 6, giá mít cam 3 là 4. Khu vực Vũng Tàu thì cao nhất dao động từ 11 đến 12, cao nhất là 6, giá mít cam 3 là 4. Giá mít chợ hiện nay khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu thì thương lái đang mua với mức giá động từ 2.500 đến 3.000. Còn ở khu vực Tây Nguyên hiện nay thì cao nhất dao động từ 10, cao nhất là 5, giá mít cam 3 dao động từ 3.000 đến 4.000 đồng/kg.